Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 và triển khai kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên thành phố. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến đến các quận, huyện ủy, phường xã tại thành phố Đà Nẵng. 5 năm qua, các cấp ủy tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong đảng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nề nếp, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Qua đó, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội nghị đã đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian đến. Trong đó, yêu cầu bức thiết đặt ra là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra.